Ở mọi người, hôm nay là tay của con bướm bị đau cho nên là con bướm không có rửa ốc được. Giờ là chú và con gái út của cô bướm cùng nhau rửa ốc thay cho cô nha. Cô bây giờ là chỉ có luộc ốc và để ốc vào trong thôi. Đây là cô chủ nhỏ nè. Chào mọi người. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh ẩm thực có biển của em nha. Chúc mọi người một buổi sáng thật là vui vẻ và nhiều tốt lành nha. Bây giờ là em đang qua nhà cô mớm nè, để em sẽ review toàn cảnh của bên nhà cô mớm cho mọi người xem nha. Đây là mọi người, đây là cái xe ốc mà cô chú đang luộc nè. Đây là những loại ốc chú đang luộc nha mọi người. Dạ em chào chú. Chào, chào cô. Chào cháu. Ủa sao bữa nay chú rửa ốc rồi mà cô không rửa? Bữa nay chú cô ê ta thay ca với chú. À dạ. Nay cô điện công nhiều. Ê mọi người, tại vì cô luyện công rửa ốc nhiều quá nên đau tay rồi. Giờ là chú phải rửa. Nè, tay cô. Đâu cô? Trời ơi. Đây này mọi người ơi, cô mớm rửa ốc nhiều quá, bây giờ tay của cô mớm như vậy luôn nè mọi người. Kiếm đồng tiền đâu dễ. Cô đau quá, lỡ luôn rồi kìa. Cô uống cái kháng sinh vô cho nó đừng có làm mũ. Cô đau quá, giờ bữa nay lại để cho chú rửa. Ủa cô vậy? Cầm. Cô nghĩ cái này là do mấy cái ốc nó cứa vô cô ha. Đấy, cô ơi. Cần kiếm các con ơi. Em sẽ zoom lại kỹ cho mọi người xem cái vết thương ngay tay của cô mớm nè mọi người. Đâu có dễ. Rồi tội nghiệp cô. Cô cũng dán bán con ơi, còn có bao nhiêu tiền để là đó Tết rồi, cô sẽ xây chuyển nghề khác rồi. Cô cũng chúc cho các con để ủng hộ cho tôi. Cô thấy từ đầu cho đến cuối được trọn vẹn ước nguyện của cô để sang năm cô bán nghề khác. Cảm ơn các con. Cảm ơn mọi người. Thấy tay cô mớm bị thương nhiều chưa? Chị bồng dần qua mà dạ bệnh đó anh. Bà già bệnh đó. À vậy hả? Đây hôm nay là thấy cô mớm có ốc bu dọc gạo nhiều nè. Bây giờ mớm chỉ đánh luộc thôi à. Mớm không có luộc được. Cô mớm chỉ đánh luộc nè con. Trong ốc nè. Đó, thấy chưa? Cô mớm luộc với nó cái giá xuống ốc vô rồi. Nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng. Đây mọi người. Chú rửa ốc cũng điệu nghệ chuyên nghiệp lắm, đâu thua gì cô đâu nè. Ủa chú, mọi hôm con thấy cô lấy tay mà lấy tay mới bị, bây giờ lấy này không bị. À, dạ. Lấy tay mới bị, chú cũng bị nè. Nói chung là khi mà mình gặp một cái gì đó là mình mới rút kinh nghiệm. Mình mới tìm ra được một cái người ta nói là khi mình té rồi mình mới biết được cái khôn đó chú. Giờ mình mới biết mình đi từ từ chứ mới đi nữa té nữa. Bởi trời ơi, làm biết bao lâu rồi tay chân quá trời. Đâu có biết là có dụng thao nè, cái thao nó không biết là, nó không biết đâu. À rồi, đây. Mặc dù là chú rửa bằng cái thao đó nhưng mà nó cũng rất là sạch như cả nhà mình. Để cô chú rửa biết liền à, chú đổ nước. Đó. Cô chú bây giờ là chú rửa là phải cho sạch nước như vậy luôn nha. Nước nó trong rồi. Đó, rửa chừng nào mà nước nó trong luôn thì thôi. Bây giờ là chú rửa tiếp nước khác nữa nè. Coi như là rửa tiếp nè. Đó, rửa tiếp nữa đó. Đúng rồi à. Cả nhà mình.
tại vì tay cô đau cho nên là chú ra rửa ốc thế cô. Em ơi, còn cái nhiệm vụ cao cả của cô là bây giờ là đang vô ốc. Bây giờ cô chỉ có trách nhiệm là vô xả ốc chứ cô hết làm gì nổi. Tay bị thương rồi. Tay bị thương rồi. Cái miệng này là tác nhân của làm cho bị ấy nè, mấy cái miệng này. Đây nè mọi người, khi mà rửa ốc á làm mấy cái miệng ốc này nè, nó sẽ cứ vô tay mà nó đau lắm mọi người nha. Đau lắm luôn á. Đây bây giờ em sẽ vào quay cái toàn cảnh cô ốc, cô móng cho ốc cho cả nhà mình. Bây giờ mờ nhà cô là một núi ốc luôn. Cô Mớm gọi đây là một vựa ốc của cô Mớm. Mà vựa ốc của cô Mớm. Nay đi đâu mà xinh thế. Chào mọi người, đây là con gái út của cô Mớm nè. Chào mọi người. Nay đi đâu xinh thế em? Chơi với người yêu à? Chị tin nhau chưa? Đó, làm xong là phải dội rửa liền, không thôi là mình chân không có chú mình cũng đạp lên luôn á chú ha. Ồ. Hôm nay là con Mớm chỉ có ốc bu và ốc gạo như cả nhà mình. Ốc bu và ốc gạo thôi. Hôm nay mình mua được bao nhiêu ký ốc cô? 130 cũng được. Con thấy hình như là bữa nay mình chỉ có ốc bu giúp gạo thôi không cô? Không có hàng cô. Mấy hàng khác có. Hôm qua thì không có bán nổi. Hôm qua chỉ có 80 ký thôi. À. Hôm qua ngày trai. Dạ đúng rồi, ngày ăn chay. Hôm qua ngày chay cô bán ít lại. Nhưng mà ngày ăn chay mà bán 80kg là cũng nhiều á. 80kg thì nhiều, người ta đi ăn chay mà. Dám bán nhiều, rồi khách lại cũng kiếm mà kia. Dạ. Thầy có thấy đa số khách thích ốc bu với ốc gạo của cô hơn? Ốc bu gạo, cái cá tỏi
bữa không phải ốc ngựa. Dạ. Ốc, bán ốc ngựa ngon. Rằng vậy. Ốc ngựa ngon cô. Nãy khách mấy người khách hôm qua lại cũng hỏi nhiều lắm. Với hỏi ốc ngựa cô sẽ không bán. Tại vì hàng không có. Nếu mà hàng bự quá thì nó mắc quá. Dạ đúng rồi. Cái hàng chung chung là bán 100 ngàn thì nó đã quá mắc rồi. Dạ. Bán hàng bự nữa cô bán không nổi. Bởi vậy. Con nói con nghe bán thì nổi vậy nhưng mà quan trọng khách hàng. Mắc quá. Mắc quá. Mắc quá. Trừ giá ở quán rồi bắt được thôi. Chứ cô bán không nổi. Dạ đúng rồi, mình bán trên cái xe đẩy này mà mắc quá cũng khó bán lắm cô. Bình dân thôi, được mấy cái ốc bình dân để mà bán. Ý là bữa mình bán 100 ngàn mà khách còn cảm thấy ngán cô ha. Ngán, bán bình dân nhiều khách. Bởi vậy. Có đi quán quen rồi mình biết là cái số lượng đấy nó rẻ hơn trong quán. Dạ đúng nhưng rồi. Nhưng mà cô nói con nghe trong quán nó rẻ thì cái điện thoại của tôi ai kêu vậy? À, bây giờ là có khách hàng điện tới để hỏi ốc của cô mớm là cái nhà mình. Bây giờ là có rất là nhiều khách điện thoại tới để mà mua tại nhà cho cô mớm hay cái nhà mình nha. Bây giờ là cô đang vô ốc rất là nhiều luôn nè. Dạ không có, không được con ơi, em tới dội dắt cô ở đây cô làm không kịp đâu, có thêm tới dội đâu có ai ship đâu. Tôi đâu biết. Bây giờ cô nói con nghe nè, con đi kêu gác đi. Trời mọi người ơi. Bây giờ là có một khách hàng ở Gò Vấp mua cô có chỉ có 3 bịch ốc thôi nhưng mà kêu cô ship lên tới Gò Vấp. Cô đâu có biết chạy xe với lại đâu có gì đâu. Không biết gì đâu mà ship được. 3 bịch ốc thôi nhưng mà giao tới Gò Vấp lên. Từ quận 8 mà giao tới Gò Vấp lên thôi. Cái tiền giao còn hơn tiền ốc nữa. Cái tiền ốc luôn hả? Không mà không có giao. Nói khách hàng thông cảm là đi là kêu xe ráp. Khách hàng nói là kiếm xe quen nhưng mà không biết đâu. Cô biết kiếm giá rồi. Cô biết kiếm giá. Chỉ xe ráp số điện thoại của chú. Xe ráp khỏi nhà đâu. Mọi người bây giờ là cô mớm đưa ốc ra cho chú rửa luôn nha cả nhà mình nha. Nãy giờ là chú có nhiệm vụ chú mà chưa rửa ốc không ạ? Ốc chưa rửa. Dạ. Vậy là ốc chưa luộc đó là mình rửa sơ trước rồi mình luộc xong rồi mình mới chà nữa hả chú? Rồi cực quá mọi người ơi. Đó bây giờ ốc chưa luộc đó là chú rửa sơ qua xong rồi mới đem luộc xong rồi mới chà rửa lại một lần nữa cho nó sạch thực sạch là cát với lại những cái bùn đất của cả nhà mình nha. Sức nam làm là thấy nhanh hơn cô. Chú cầm cái rổ một cái là cầm cái ao liền. Em ra giúp rửa cái lò này đi em ơi. Giúp rửa cái lò này em ơi. Giúp rửa vô cái xe nè. Kìa nó quay ngoài kìa. Không. Hai đứa nó quay ngoài kìa. Hai anh em nó tung tăng lắm. Con nuôi của má đó.
Đây cũng con nuôi nè. Đây cũng con nuôi nè. Nuôi mà toàn là nuôi ruột dư, ruột thừa, ruột. Vậy là tới rồi nha mọi người ơi. Cho nên là con mớm không có rửa ốc được. Giờ là chú và con gái út của cô mớm cùng nhau rửa ốc thay cho cô nha. Cô bây giờ là chỉ có luộc ốc và để ốc vào trong thôi. Đây là cô chủ nhỏ nè. Chào mọi người. Anh bé rất là dễ thương mọi người ơi. Rất là xinh đó nha. Những anh nào mà chưa vợ chưa người yêu thì qua đây đi rồi làm rể của mớm luôn. Bây giờ là bắt gì giống như là cuộc thi đua ai mà rửa ốc sạch với lại ăn ốc được nhiều nhất là sẽ làm rể của mớm. Ngày ốc là phải thi thố cưới vợ bằng ốc luôn cả nhà mình nha. Em mới cười, nghe nói em mới cười. Chia đều ba người chia.